lại với game tập kích. Mình hôm nay sẽ đem đến cho các bạn một khẩu súng mà phải nói là rất là uy lực. Nhưng mà từ từ mình phải cho cái đám này biến thành zombie đã. Rồi chết vơi. Như vậy là thanh niên quyết tâm mà lao vào mình biến thành zombie luôn. Đứng ở trên đấy mà tưởng là sống à? Sống sót à? Nào nào, bắn đi, bắn đi, bắn ngu người à? Bắn có một viên. Không biết là ông ấy canh kiểu gì mà ông cầm đúc viên ông bắn là như nào đây. Súng thì nhiều đạn mà bắn có một viên. Ủa ôi, phá đấy không cào được. Holy shit. Nào nào, xông lên. Úi giời ơi, tuyệt vời. Như vậy là qua sự xuất hiện của mấy khẩu súng quân trang nhỏ à. Rồi, lao lên, lao lên. Rồi, cho cái, cho cào cái cối. Ủa, ủa, úi giời, vâng, như vậy là nát người. Rồi, như vậy là zombie, à quên, hero đã xuất hiện rồi. Rồi, zombie đang bị tiêu diệt một cách rất là dã man, tàn bạo. Lên, 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 lên. Rồi, như vậy luôn ra là sao. Ủa. Rồi, như vậy là thắng chấp rồi thì còn có 900 máu. Vâng. Thì hôm nay là do ấn cái máy quay hơi chậm nên là biến thành zombie rồi thì máy quay bắt đầu quay. Nhỏ thế chứ đấy. Vâng. Thì các bạn đã thấy ở trên màn ảnh nhỏ, đó chính là khẩu súng Striker HPL đã được nâng cấp lên M rồi. Vâng, đây là một khẩu súng phải nói là quá là tàn khốc. Nào đâu rồi? Zombie đâu? Thì hôm nay mình sẽ đi săn khẩu này với cái map map này map gì? Map sa mạc. Vâng. Thì với cái map này thì mình sẽ, nói chung là tới giờ mình sẽ không chơi theo kiểu chạy đua lượng kim đó. Mình sẽ chơi phong cách tàn bạo nhất với zombie. Vâng. Gọi là mọi người hay gọi là lắt leo cắt kéo và kiểu như là chôn zombie bằng mấy pha bắp cua vớ vẩn của tóc xe. Vâng, tuyệt vời. Như vậy là các bạn có thể thấy là tuy là khoảng cách rất là xa nhưng khẩu Striker HPL này cũng đem đến cho zombie rất là nhiều sự ức chế. Bắn rất là khiếp luôn. Thì chơi zombie ở trên điện thoại ấy. Ôi dồi ôi, ui dồi ui dồi ui dồi ui dồi. Chạy chạy đi, chạy chạy được, chạy được. Ui. Bỗng nhiên súng yếu. Nào nào nào, vào đây này. Vâng, cho zombie chúa lên bảng điểm số luôn. Như vậy chỉ còn con zombie con kia thì giết quá là dễ dàng rồi các bạn ạ. Zombie chúa bị mình cho ăn dao rồi, lên bảng rồi. Zombie con thì chớm xuất hiện cái là giết luôn. Thì lần trước mình có làm một video clip uy lực khi mà cận chiến của toán xe. Thì một số bạn bảo là ăn được cái mạng dao cái nhảm nhảm vót lên. Thì nói chung là chơi mobi này mình ít rất ít khi ăn được mạng dao của zombie. Đôi khi ui ui đây lượt ông này đuổi khiếp khiếp thật đấy. Thì dễ khi ăn được mạng dao của zombie nên là ăn được cái mạng mà nó còn đang bay nhảy như thế là mình thấy rất là thích. Mình quyết định là edit lại video và làm cho anh em xem. Thì bạn nào xem thì thấy hay thì nhớ like, share và subscribe cho mình. Còn không thấy hay, không thấy thú vị thì thôi, thì cũng like, share và subscribe để ủng hộ cho cái việc nhảm nhí đó của mình. Rồi à, chúng ta đi săn zone. Không biết là anh chàng ấy đây chạy đi đâu. Rồi, ôi, chạy nhanh vậy. Đây rồi, đây rồi. Úi giời, biến thành zombie. Biến thành zombie. Vâng, có hai kim ngọt canh xương ống đậm đà thịt thăng nghe tức. Có sao nhảy lên được này. Đây rồi. Nhảy đi. Vâng, nhảy đi. Ông kia cứ cầm dao. À, thanh niên Last Sushim cũng đã cho zombie được một phát dao rồi. À, thanh niên thích trận cận chiến phết. Như vậy là kết thúc cái trận đấu thứ hai rồi. Vâng, ở trận đấu thứ hai mình đạt được 24 kill. À, cả hai trận đấu thì mình đã đạt được 24 kill nhỉ. Nói chung là zombie hoạt động nó hơi kém nên là vì vậy việc ăn mạng nó cũng không được thuận lợi cho lắm. Chứ không phải với khẩu súng này trên tay mình cho zombie ngậm hành
Anh đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chạy, chạy đi. Đi săn luôn, làm sao để xoắn nhỉ? Đáp quả bom đây xem zombie nó chạy ở đây à? Không chạy à? Đấy, thích lúc, lúc, lúc. Ủa, nhảy ghê á. Nhảy ghê. Thôi, ông này biến thành zombie chắc rồi. Shit. Không đuổi thằng kia lại đuổi mình. Vâng, nằm xuống luôn. Ui giời ơi, một tình huống nhảy rất là vớ vẩn. Ui giời ơi. Đấy, mình đang tập nhảy đấy các bạn ạ. Kỹ thuật nhảy này học mất mấy ngày đấy. Thôi sợ, thôi. Mày nhá, mày có sự hỗ trợ mình thanh niên chơi không chết. Nói thật với các bạn là mình mà mình bắn ấy, mình chỉ thích rình rình lúc nào đồng đội sơ hở hay là mà zombie xuất hiện ấy, là mình quăng cho quả bom flash là thôi coi như là nát tim. Chứ mình cực ghét bắn một tá solider mẹ chỉ có một con zombie như thế này, rất là bực mình. Ăn hết mạng rồi. Đấy, các bạn có thể thấy là ở tầm xa nhưng mà khẩu súng Striker HPR này có cái lượng đạn rất là trụ. Đấy, lại ăn được mạng rồi. Cái lượng đạn của khẩu súng này trụ thì dã man luôn. Mình đã nói ở trong cái video clip mà mình test cái khẩu này ở chế độ rank ấy, thì phải nói là cái đạn nó trụ bắn rất là thích các bạn ạ. Ở xa nhiều lúc vẫn một phát là mất hình luôn. Rồi, ăn flash. Vâng, hai thanh niên kia ăn flash rồi. Uầy, thanh niên cứng. Ăn flash nhưng cứ không chịu đi luôn. Rồi, như vậy là có màn là giết rơm ở trong cái lỗ chó rồi. Vâng, mình hay gọi lỗ đấy là cái lỗ chó các bạn ạ. Đó, đi ra đây. Ôi, xong rồi. Đây rồi, vâng, như vậy là phải nói là xa tít mù khơi. Gần ngay trước mặt và xa tận chân trời thì mình vẫn cứ ăn được với cái khẩu Striker HPL. Khẩu súng này nâng cấp lên M thì nhờ có hai cái vạch zombie hay sao ấy. Úi dồi, như vậy là tình huống không ăn được và nhiều mạng lại cho khẩu đất này. Thỏ mỗi cái đầu lên ạ. Định ăn mạng AF cả. Lại bị cay hết bởi khẩu M249 Evin. Các thanh niên này bắn của tôi rồi. Zombie xuất hiện ngay cạnh luôn. Pha đấy là tình huống mà quần tham chắc là mình biến thành zombie rồi đấy. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, một khi có nát xe ở biến thành zombie ấy thì không bao giờ có kiểu để yên cho cái đội solider bắn đâu. Kiểu gì mình cũng cào được cơ số thanh niên. Rồi, zombie xuất hiện rồi. Úi dồi ôi, đứng cao đấy ông ơi. 5 rồi lại tuyệt tin rồi. Nó nhỏ. Đây rồi. Ui. Làm gì vậy? Ô. Đù. Tình huống đấy họ cũng không cào chúng à? Quá là điều hòa mà. Rồi, xong rồi. Rồi, còn gì đâu người hỡi. Cầm dao, vâng. Thanh niên thích cận chiến à? Thích cận chiến thì... đấy. Chơi zombie là mắc cận chiến nhá. Nào, thanh niên hay là cầm dìu à? Nào. Thanh niên thích cận chiến các bạn. Mình cho biến thành zombie cận chiến nó khoái nhá. Ui giời ơi. Nào có thanh niên nào ra đây cõng tôi trèo lên. Ui giời, tàn sát rồi. Vâng. Ui giời. Cái này. Thế rồi. Cào rách người. Cái gì vậy má? Cào liên thiên này. Rồi, một độ hê dô nữa. Hê dô này. Hê dô. Ây da. Vâng, như vậy là hê dô cũng bay luôn.
Thì trong tập tới này mình làm những video clip hết rồi, mình sẽ cố gắng là chơi cận chiến cho các bạn coi. Để các bạn thấy được là cái sự nguy hiểm của tấn xe như thế nào. Mình nghĩ là sắp tới sẽ có mấy cái vũ khí tăng đam cận chiến zombie đấy. Ui giời, vâng, lên bảng lên số luôn. Xuất hiện này. Rồi. Chạy đi đâu? Ủa, thanh niên này chạy khỏe đấy à? Thôi xong. Rồi, tuyệt vời. Quá là tuyệt vời luôn. Được, mày đứng ở trên đấy à? Mày đứng ở trên đấy này. Tao lên đây tao cào chết này. Nào bắn đi, bắn đi, bắn đi. Ui rồi. Sợ số tôi này, số nhọ này. Ở đây, đây rồi. Nhảy. Thôi xong rồi. Số mắc nhọ này. Vâng, game cuối rồi. Cả một trận đấu test trai cơ HPL biến thành zombie 2 trận liền. Vâng. Quá đen. Ui dồi. Nát. Vâng, nát ngay. Vâng thì một lần nữa xin cảm ơn bạn có tài khoản là AE Vua đã cho mình mượn cái tài khoản để mình có thể test cái khẩu súng Striker HPL này, khi mà nâng cấp lên mạng và biết được cái uy lực của nó khi mà nó chơi zombie là như thế nào. Thì nếu bạn xem video clip mà thấy hay thì đừng quên like, share cũng như là subscribe ủng hộ mình làm những video tiếp theo. Thì kênh của Happy Dream cũng khá subscribe. Thì anh em nhớ sub để ủng hộ cho mình nhá. Đấy. Thì so với lượng view của video mà lượng sub lại quá là ít, cho nên là mình kêu gọi anh em video thấy hay, thấy thú vị thì đừng quên share video với bạn bè để mọi người cùng có phút giây giải trí sau một ngày làm việc. Thì những giây phút cuối cùng của cái video clip này thì chúng ta cùng đến với một thanh niên chơi zombie. Anh ta đang rất là thận trọng những cái bước nhảy của mình. Vâng, như vậy là với 800 máu mà phải đối chọi với hai hero, không biết là anh ta sẽ làm điều gì đây. Vâng, sự tiếp cận. Ôi giời, vâng, như vậy là một pha tát vỡ mồm đến từ bàn tay rất là to của thanh niên zombie. Rồi, như vậy là chạy rất là cố gắng nhưng mà vẫn ăn cái headshot đến từ con dao của hero quá nhỏ cho anh. Để anh rất cố gắng rồi. Vậy như vậy là kết thúc cái video clip ở tại đây. Thì trận đấu này mình chỉ giành được 66 kill và chết 11 mạng. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Epic Dream. Bye bye. Thi đấu rất là thoải mái. Nào, lên đây. Đâu rồi? Oh shit.